Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo cái thử thách của các bạn là tìm và nhặt được Skyline CX8 cộng với bắn nỏ để lấy top 1 nha. Ok, và hôm nay mình sẽ bay vào Pochinki. Vâng, tự như mình thì chỉ có bay vào Pochinki thôi, nơi ít người. Vâng, ít người nhiều đồ, ít bắn nhau, đỡ chết. Mình thằng sợ chết anh em cũng biết rồi. Vâng, ai mà cứ xem clip của mình thì chắc chắn sẽ biết mình là thằng rất sợ chết. Và sợ chết thì chắc chắn phải bay vào khu 6 nhà. Đấy. Hơi sẽ sai một tí. Ok, có đồng đội đi theo. Tuyệt vời đó. Ây da. Mình nghĩ là nhà này đéo có súng rồi. Ui rồi ôi, thơm quá. Vâng. Trong một trong những cái khó khăn khi mà làm thử thách ý, đó chính là không nhặt được cái đồ mình muốn làm. Rất là khốn nạn. Và cái cung này thì thực sự nó rất là hiếm nhá. Vâng, có khi mình lút cả một khu mà không ra cái cung nào. Rất là khốn nạn. Ok, có Tommy Gun, cầm đỡ cây Tommy Gun nhá. Lỡ thằng nào nó ra xiên mình thì có mà chết. Ok, chúng ta sẽ cố gắng đi kiếm Skyline. Skyline thì nó dễ kiếm lắm. Mình cũng không thích bắn cái khẩu Skyline tại vì nó rất là yếu. Tuy là ui M4 này. Tuy là nó rất là dễ bắn, khó không có giật. Nhưng đổi lại thì sát thương nó gây ra không có to bằng M4 và đạn nó xả cũng không nhanh bằng M4. Nếu các bạn muốn lựa chọn cây súng không giật bắn nó dễ thì các bạn phải lấy ngay cho mình một khẩu M4 không giật, không có giật lắm, chứ không phải là không giật, không có giật lắm, đạn xả nhanh, đam to. Còn bạn nào tốt hơn thì có thể dùng AKM. Nghe tiếng chân đâu đây nhỉ? Chắc là nhà bên này rồi. Ui, hết hồn. Mình ke đúng chỗ rồi, nhưng không vào đầu. Ui, định mệnh, trúng không chết kìa. Đâu chị má. Mình ít khi cầm mấy cái cung này lắm. Tại vì cũng không có thời gian mà rảnh chơi với lại mấy cái cung này. Không được rồi, nó di chuyển quá nhanh. Còn chạy loang quăng nữa chứ. Đi nhầm chỗ rồi con lợn này. Ok, thằng này cũng không có Skyline. Chạy đâu nhỉ? Mình chắc chắn bạn ấy sẽ chạy không được xa đâu. Mới đó mình chạy nhanh đấy. Con lợn này. Cái định mệnh thằng boss này. Trời ơi, chạy thì chạy bá nó luôn đi, còn dừng lại. Ok, cái thằng sóc gan nó cứ dã bắn xa cỡ đấy cũng cầm sóc gan nó dã được. Ui, nhảy ra kìa. Con lợn này cứ tưởng đang nhìn cơ.
Ok. Bạn sẽ không thể trốn thoát được. Lấp ló. Hello mí cưng. Không biết bạn ấy có cái gì. Chắc là cầm sóc gun dã nãy giờ. Ui có Tommy gun không bắn. Thôi thì nhìn chắc là sợ tốn đạn Tommy gun đấy. Còn đạn Tommy gun lại thiếu thốn quá cơ. Thế là ra đi ba bạn rồi. Có một thằng nữa. Cái thằng mà mình đuổi theo ấy, thực sự nó chạy đâu rồi? Ủa, boss hay là người đây? Sao mà nhiều đồ vậy? Hình như lúc nãy đầu xác thằng kia có Skyline thì phải. Trời ơi, sao mình có thể quên như thế được nhỉ? Mình rõ ràng đang làm về Skyline. Vâng, trí nhớ của mình nó dạo này nó hơi bị thất thường một tí, anh em thông cảm nha. Bây giờ kiếm thêm cái X8 nữa là tuyệt vời. Có bắn nhau này. Ui dồi ôi. Vâng, các bạn cứ đứng yên như thế này thôi. Bắn nỏ sướng phết đấy. Còn thằng nào chạy ngoài đồng để nó bắn nữa này. À, bot. Ui. Vâng, chất ghê á. Công nhận bắn nỏ sướng đấy. Nhưng cơ bản thì những mục tiêu ngồi im thôi. Còn những mục tiêu đang di chuyển thì thực sự bắn nỏ rất là khó. Ơ, lại còn người nữa này. Đâu ra vậy? À quên nhỉ. Trời ơi, đáng nhẽ phải dùng cung cho nó một phát cơ. Phí quá. Nếu mà một phát cung được găm vào đầu bạn ấy thì cái chết nó sẽ xảy ra cực kỳ bí ẩn luôn ấy. Rất chất, nhưng đáng tiếc. Quả đấy mình nóng lòng quá. Lỡ tay sấy bà luôn rồi. À đây rồi. Đi tìm nãy giờ. Cuối cùng cũng được thêm một cái cung tiếp theo. Ơ? Khu này vẫn còn người á? Ok, trúng đạn rồi. Bạn đã yếu rồi. À, chạy ra sấy á? Chơi luôn. Trời, chạy à? Chạy này. Vâng, chắc chắn là clear rồi. Vâng các bạn. Ui 8x này. Nhiều đồ ghê á. Vâng, chắc bạn ấy đi lút đồ nãy giờ rồi. Bây giờ mới hiện thân. Căng nha. Ok. Đồ rất là nhiều. Ừ, còn boss này. Ui trời ơi, nó giật. Vâng, phê phết đấy. Ok, chắc chắn là clear rồi. Công nhận bên này chơi kiểu gì ấy, bắn nhau nó không chạy ra đâu. Nó cứ lút đồ rồi nó đi thôi. Chả hiểu được. Không nghe bắn nhau phải ra bắn nhau cho nó vui. Các bạn chơi như thế thì vui cái gì. Vâng, lút nguyên một mả đồ xong chạy ra chết. Vâng, cảm thấy phí không ạ? Trời ơi, nằm nãy giờ không thấy ai qua cầu thế này. Chán quá. Chắc là không có ai qua rồi. Mình nghĩ mình nên đi. Tại vì bo cũng khá là xa. Và cái việc vào để chiếm bo trước cũng là một lợi thế. Tại vì bo sau ấy. Ui ca nữa này. Trời ơi. Tiếc quá. Vâng, trận này mà K8X nó dắt.
trước mặt rồi, không thể lấy được. Chắc mình sẽ lấy cái ngọn đồi trước mặt. Có vẻ đứng ở đây khá là hợp lý. Ok. Cảm quan thì khá là đẹp. Nhưng phải check hết xung quanh xem có ai không. Có xe ở nằm dưới kia kìa. Có xe thì chắc chắn là có người. Nhưng cơ bản mình sẽ check ở trên trước. Trên ngoài bo thì chúng ta cứ đợi bo vào thôi, không phải xoắn lên làm gì. Ứng chơi game sinh tồn thì các bạn cứ bình tĩnh thôi, đây là game sinh tồn chứ không phải là game bắn nhau. Làm mọi cách để sinh tồn, nhưng những cách bẩn thì mình nghĩ là không nên nha. Ui dồi ôi, mù mắt. Cái xe dưới kia sao không thấy động tĩnh gì nhỉ? Nãy giờ mình thấy cũng hơi nhiều rồi đấy. Chắc bạn ấy cũng đang sợ. Bò ra ngoài rồi. Game này thì muốn lấy được cái top 1 nó cũng không phải khó, nó cũng không phải đơn giản, tùy thuộc vào mỗi người. Tại vì nó... À, chạy rồi này. Ui dồi ôi, nằm nãy giờ, bây giờ thấy bo ra ngoài cái rồi chạy. Khổ thân bạn ấy. Vâng, cái game này thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố để các bạn có thể lấy được top 1. Cái thứ nhất là bắn cũng phải tốt một tí. Và cái thứ hai thì vòng bo nó đẹp một tí. Và cái thứ ba thì đầu óc nó logic một tí, để chọn những cái chỗ, những cái địa điểm mà nó lợi mình. À, có một bạn đã nằm ngay góc xe đầu này rồi. Hay nha. Bạn nào cũng đi xe để cho có pick up. Cái thằng đầu kia vào ngay đâu nhỉ? Trời ơi, bây giờ mới bắn à? Vâng, tại sao nãy giờ bạn không bắn đi? Ui dồi ôi, căng nha. Hay đấy. Từ từ cho mình bú máu đó bạn ơi. Đừng đẩy nha. Không, mình biết là bạn rất là hiền, bạn sẽ không đẩy. Bọn này bắn dị lắm. Trừ khi mình nhìn vào nó thì nó mới bắn, còn không thì nó không bao giờ bắn đâu. Mặc dù bạn chĩa mông về mặt nó. Đâu rồi? Ui dồi ôi, bỏ chạy. Trời ơi, mấy bạn này quyết tâm lấy top chứ không có muốn bắn nhau. Rất là đáng tiếc. Vâng, kiểu gì tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ của dừa thôi. Không thể khác được. Bắt buộc bạn ấy phải bắn nhau. Kệ nó đi, mình sẽ quan sát phía sau lưng. Nãy chiếc xe mà mình đuổi theo thì nó chạy vòng ra sau lưng mình, không biết nó đi đâu rồi. Bo ra đồng này. Khốn nạn thế. Trời ơi. Cái bộ đồ vàng này mà nằm đồng thì cái ba lô ba nữa. À, ra bú thính à. Căng nha. Chạy ra này. Trời ơi, có số phận nó nghiệt ngã ghê á. Vâng, hết bắn nhau thằng này rồi bắn nhau với thằng khác, cuối cùng cũng nằm xuống. Thôi, ra làm trận khác đi ha. Vâng, mong rằng trận khác của bạn nó sẽ may mắn hơn.
Trời ơi. Ui trời. Cạn lời. Và các bạn ngồi như thế thì bố thằng nào nhìn ra được cơ chứ. À. Ui trời ơi. Yêu ghê. Thôi, thả tim nhá. Các bạn chỉ việc bò thôi. Mình sẽ làm hết những công việc còn lại. Bằng làm tốt là đằng khác ấy chứ. Cái thằng đầu này sao không chạy ra nhỉ? Ui dồi ôi. Gì đấy? Đừng nói là nằm đồng chơi mình nha. Cái là nhà vệ sinh ta. Đầu này. Bye bye. Hai viên headshot. Không được rồi, xe ngoài bo. Tầm này phải cắm mặt vào giữa bo thôi. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Mình nghĩ thằng bên kia sẽ chạy vào. Lúc nãy có thằng bên kia. Ủa không có à ta? Nani? À. Ok. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.